Xin chào các khán giả đang theo dõi Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, đại dịch Covid-19 có lẽ sẽ để lại cho toàn thế giới những ký ức kinh hoàng ở những năm 2020-2021. Và để phòng tránh những mất mát khủng khiếp do Covid-19 gây ra, thứ vũ khí duy nhất để chống lại nó chính là vaccine. Trước tình hình đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều loại vaccine đã được các nước chạy đua với thời gian, nỗ lực nghiên cứu và đang dần bước ra toàn cầu. Theo đó, những ứng cử viên vaccine sáng giá này sẽ được Tri Thức Việt liệt kê trong danh sách ngày hôm nay. Hãy cùng điểm qua những vị trí xếp hạng vaccine COVID-19 tốt nhất thế giới và cùng theo dõi để biết được liệu rằng Việt Nam có góp mặt trong bảng vàng hay không nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên là vaccine COVID-19 của Pfizer Biotech, là một loại vaccine COVID-19 dựa trên mRNA. Dựa trên bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng ở người từ 16 tuổi trở lên, vaccine của Pfizer Biotech đạt hiệu quả phòng bệnh COVID-19 đã được xác nhận tại phòng thí nghiệm là 95% ở người chưa có bằng chứng lây nhiễm trước đó. Trong các thử nghiệm lâm sàng, vaccine cũng có hiệu quả tốt trong phòng ngừa bệnh COVID-19 ở thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi và hệ miễn dịch ở người từ 12 đến 15, ít nhất đã mạnh như hệ miễn dịch ở người từ 16 đến 25 tuổi. Vaccine của Pfizer Biotech hiện đang chiếm lĩnh các chiến dịch tiêm chủng ở Liên minh châu Âu EU và là mũi nhọn trong tiêm chủng ở Mỹ và Anh, bởi nếu so với các loại vaccine khác, vaccine này có nhiều ưu điểm hơn, đạt hiệu quả cao, cung ứng nhanh chóng, dễ sản xuất hàng loạt và ít chịu búa rìu dư luận hơn. Trong lĩnh vực công nghiệp, tháng 3 năm 2021, Biotech đã cam kết sẽ sản xuất 2,5 tỷ liều vaccine cho năm nay. Tất nhiên, bên cạnh ưu điểm thì vẫn còn tồn tại những nhược điểm nhất định. Điểm trừ của vaccine này là giá thành cao, lên tới 19,5 euro, tương đương với 546.000 Việt Nam đồng cho một liều vaccine. Bên cạnh đó thì điều kiện bảo quản ở nhiệt độ cực lạnh từ âm 80 đến âm 60 cũng là một bài toán khó cho các quốc gia, kể cả các quốc gia phát triển hùng mạnh. Nhưng vì hiệu quả cao và sự hưởng ứng rộng rãi, đi kèm với việc chưa phát hiện các ca biến chứng nào sau khi tiêm nên có thể nói loại vaccine này xứng đáng đạt 9 trên 10 điểm, đứng đầu bảng vàng ngày hôm nay. Ở vị trí số 2 là vaccine của Oxford AstraZeneca, là loại vaccine COVID-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca. Vaccine được tiêm bằng cách tiêm bắp, sử dụng vector là virus adeno, mất khả năng sao chép của tinh tinh, đã được biến đổi. Vaccine này đã được nhiều cơ quan y tế toàn cầu chấp thuận, trong đó Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng chấp nhận sử dụng vaccine này theo quy tắc danh sách sử dụng khẩn cấp. Theo dữ liệu nghiên cứu mới nhất, vaccine AstraZeneca đạt hiệu quả lên tới 76% ngăn ngừa COVID-19 trong vòng từ 22 đến 90 ngày sau khi tiêm một liều duy nhất. Trước đó, dữ liệu tạm thời cho thấy hiệu quả của vaccine này là 70,4%, so sánh với hiệu quả đạt tới 95% của loại vaccine 2 liều từ Pfizer Biotech, vaccine AstraZeneca có phần khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, thì loại vaccine này đạt trạng thái ổn định ở nhiệt độ của tủ lạnh thông thường và có giá chỉ từ 2 đến 4 đô la Mỹ cho một liều, nên nó đã trở thành vaccine phổ biến tại nhiều quốc gia. AstraZeneca đã kết hợp với Liên minh vaccine toàn châu Âu nhằm cung ứng lên tới 400 triệu liều cho tất cả các nước thành viên của Liên minh châu Âu. Nhược điểm của loại vaccine này là đã xuất hiện các ca biến chứng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm. Vì vậy, một số nước đã tạm dừng sử dụng do lo ngại xảy ra các ca đông máu tiếp theo. Tính tới ngày 8 tháng 3 năm 2021, đã có 37 trường hợp đông máu trong số 17 triệu người đã tiêm vaccine AstraZeneca. Tuy rằng loại vaccine này có hiệu quả thấp hơn so với Pfizer Biotech và còn có biến chứng đông máu, nhưng bù lại với giá thành rẻ, vận chuyển dễ và được WHO chấp thuận, so với con số 17 triệu người tiêm và 37 trường hợp đông máu thì nó vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vậy nên, nếu chấm điểm, vaccine AstraZeneca sẽ ở mức 8 trên 10 điểm và vẫn lọt top một cách xứng đáng. Ở vị trí số 3 là vaccine Johnson & Johnson, một loại vaccine được phát triển bởi công ty dược phẩm Janssen tại Hoa Kỳ.
Đây là loại vaccine vector dựa trên virus adeno ở người đã được sửa đổi để chứa gen tạo ra protein đột biến của virus SARS-CoV-2. Không giống như một số loại vaccine phổ biến khác, vaccine Johnson & Johnson được sử dụng như một liều duy nhất thay vì hai liều riêng biệt. Vaccine này đạt hiệu quả 66,3% trong các thử nghiệm lâm sàng phòng ngừa bệnh COVID-19 ở người chưa có bằng chứng nhiễm bệnh trước đó. Mọi người có bảo vệ tốt nhất 2 tuần sau khi tiêm chủng. Bên cạnh đó, vaccine có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa tình hình nhập viện và tử vong ở những người đã bị bệnh. Không ai nhiễm COVID-19 ít nhất 4 tuần sau khi tiêm vaccine và bằng chứng ban đầu cho thấy vaccine Johnson & Johnson có thể giúp bảo vệ khỏi tình trạng lây nhiễm không triệu chứng. Do vaccine này là một liều duy nhất, có giá thành thấp và không yêu cầu bảo quản quá cao, nên nó được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng ở các nước chưa quá phát triển. Nhưng điểm trừ của loại vaccine này chính là về vấn đề đạo đức. Khi vaccine Johnson & Johnson được nghiên cứu từ một tế bào mô thai, điều này khiến nhiều người không thể chấp nhận được. Và dựa trên mức độ phổ biến, loại vaccine này có lẽ sẽ đạt 7 trên 10 điểm cho danh sách ngày hôm nay. Xếp ở vị trí thứ tư là vaccine đến từ Liên bang Nga Sputnik V, là loại vaccine được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya. Sputnik V sử dụng vector là một loại virus adeno ở người. Các thử nghiệm lâm sàng của Sputnik V đã được công bố ở UAE, Ấn Độ, Venezuela và Belarus cho thấy hiệu quả đạt đến 91,4% sau 28 ngày khi tiêm liều vaccine đầu tiên. Hiệu quả này lên đến 95% sau 42 ngày. Ông Alexander Ginberg, giám đốc trung tâm Gamaleya, cho biết vaccine Sputnik V được điều chế trên nền tảng đã được sử dụng để phát triển vaccine ngừa bệnh Ebola và có thể bảo vệ cơ thể khỏi virus SARS-CoV-2 trong vòng 2 năm. Một nhà khoa học nghiên cứu vaccine khác cũng đánh giá Sputnik V rằng mức độ an toàn tốt đạt hiệu quả cao, bảo quản được trong cả tủ lạnh và chi phí thấp. Hơn 50 quốc gia đã đặt mua loại vaccine Sputnik V và một số nước khác cũng sẽ lên kế hoạch sản xuất vaccine này cho thị trường quốc tế. Điểm trừ của loại vaccine này chính là trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đi tắt và bỏ qua một vài bước quan trọng nên không chiếm được lòng tin của thị trường châu Âu, đặc biệt là Mỹ. Khi được hỏi thì chỉ có 22% người dân đồng ý tiêm. Vì vậy, nếu phải đánh giá một cách khách quan thì vaccine Sputnik V sẽ đạt 7 trên 10 điểm. Và ở vị trí thứ 5 chính là vaccine Nanocovax của Việt Nam chúng ta do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phát triển. Loại vaccine này được cho là niềm hy vọng của cả Đông Nam Á. Mặc dù chỉ đang bước vào giai đoạn 3, nhưng mức độ hiệu quả sau 2 lần tiêm của vaccine đạt tới 90%. Bộ Y tế Việt Nam đã đánh giá Nanocovax là một loại vaccine có tiềm năng nhất sau khi đã sản xuất thành công ở quy mô phòng thí nghiệm và kích hoạt được phản ứng miễn dịch khi thử nghiệm với động vật. Giai đoạn thử nghiệm của Nanocovax sẽ được tiến hành trên 1.500 đến 3.000 người ở độ tuổi từ 12 đến 75 nhằm tiếp tục đánh giá tính miễn dịch và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Giá của mỗi liều vaccine là 120.000 Việt Nam đồng, tương đương khoảng 5,2 đô la Mỹ. Vaccine Nanocovax có thể được sẵn sàng cung cấp cho công chúng vào nửa cuối năm 2021 nếu cho thấy được hiệu quả cao. Theo lời của một đại diện Nanogen, nếu chính phủ có quyết định khẩn cấp, vaccine có thể được cung ứng vào tháng 5. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2021, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã được tiêm liều thứ 2 vaccine Nanocovax. Với giá thành rẻ và mức hiệu quả cao, hy vọng được cấp phép chính thức, vaccine của Việt Nam sẽ giúp được nhiều quốc gia trên thế giới chưa có điều kiện nhập vaccine châu Âu và hy vọng một ngày không xa, Nanocovax có thể trở thành niềm tự hào của Việt Nam trong cuộc chiến với dịch bệnh toàn cầu này. Các bạn nghĩ như thế nào về danh sách trên đây? Và nếu được chọn để tiêm bất kỳ một loại vaccine nào, các bạn có sẵn sàng chọn đợi vaccine Nanocovax của Việt Nam hoàn thiện để tiêm cho bản thân mình hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau!